]皆さんこんにちは. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau Chữa đề JLPT N2 tháng 7 năm 2021 Phần ngữ pháp Và chỉ còn ít hơn nữa thôi là chúng ta đã bước vào kỳ thi rồi Nên là chúc các bạn ôn đi hiệu quả và đạt được um, Kết quả mong muốn trong kỳ thi sắp tới nhé à, Mình sẽ vào phần ngữ pháp môn đai 7 Bắt đầu từ câu 31 Và mình sẽ không đọc và dịch luôn nhé Dịch và sẽ phân tích từng cấu trúc ra cho mọi người um, tham khảo mọi người nạp thêm kiến thức vào tôi còn không không đọc nha. mất thời gian của mọi người nhé à, chúng ta vào câu 31 nhá là đối với cái sự truy cứu của cái đảng đối lập nhá cái này nó là yato yato no cứu có nghĩa là sự truy cứu ấy nhá truy cứu điều tra về cái đảng đối lập ấy thì à, ông, bộ trưởng này đại này thì ông ấy không thể À, không thể trả lời một cách man do cự có thể hài lòng cho mọi người mà à, cái nội dung của cái câu hỏi thì cũng không thể lý giải được đấy có nghĩa là cả hai vế đó một cũng không được a cũng không được mà b cũng không được đó thì chúng ta có chút là ngay cả à, ngay cả và cũng không đó thì nó sẽ là à, không thể trả lời được cái câu hỏi cho mọi người một cách hài lòng mà ngay cả cái nội dung của câu hỏi cũng không thể hiểu được cũng không thể lý giải không thể hiểu được đó thì chúng ta sẽ có cấu trúc là sư ngay cả cũng không cô sổ đó là gì chính đúng không chính chính một cái gì đó chính tôi chính anh chính hôm nay đấy còn nomi nomi nó làm chỉ có nó thuộc về giới hạn còn hô đồ là mức độ đúng không thì chúng ta sẽ là chúng ta sẽ là sư đấy a à, cũng không mà ngay cả ngay cả cái cái nội dung còn không biết là người ta đang hỏi cái gì nữa kia nhá. À, chúng ta sẽ sang à, câu 2, câu 32 Là gần đây ấy thì cái tình trạng của cái máy tính nó có vấn đề. Và nếu mà cứ tiếp tục um, cái trạng thái này ấy thì tôi có lẽ là nên đi mang đi sửa, mang đi sửa một lần thì tốt hơn. Đúng không? Thì cái tình trạng của máy tính thì mình cũng không thể hiểu rõ được đúng không? Mình chỉ mang máng như vậy thôi. À, chít tổ mố là là một chút cũng không thì đi phủ định không phải rồi ích tai ích tai thì nó cái thằng này nó làm rốt cuộc là à, rốt cuộc là thì cũng không phải à, đô mộ nó là gì hình như là không phải cảm ơn nữa nhá hình như là đúng không hình như là cái trạng thái cái tình trạng của máy tính cái này còn là chính xác luôn này mà sao cả nó là gì không thể nào không lý nào mà lại như vậy sai ta sang câu 33 nhé à, đây là một từ quảng cáo này là ở trong cái lớp học piano ấy thì số xin xạ là cái người bắt đầu này mới bắt đầu hay là cái người có kinh nghiệm ấy thì ai cũng có thể được chỉ đạo si đúng không có được chỉ dạy một cách rất là tận tình đấy thì các bạn không thấy gì ngược về đâu ai cũng đấy thì nó là không phân biệt đúng không kiểu như không phân biệt là um, người bắt đầu hay là người mới đấy cứ miễn đi học là ai cũng được uh, chỉ dạy một cách tận tình thôi thì chúng ta sẽ có cấu trúc gì đây ô thô nó là trong suốt à trong suốt một cái quá trình nào đó trong suốt cái khoảng thời gian nào đó thì không phải có này là ô tô hoa dự hoa nó là không phân biệt đúng không không phân biệt là bắt đầu hay là có kinh nghiệm còn câu 3 là ní nó là kara cộng với ní là kéo dài từ a đúng không đến b còn ní mộ kakawarazu nó là, là bất chấp làm b bất chấp a đấy chúng ta sẽ sang câu 34 tư nhé. À, tôi hiếm khi tôi đi ra ngoài thế mà đồ đi không thế mà khi mà đi ra ngoài ấy, thì lại mưa lớn đó thì kiểu này đúng một lúc đúng không đúng vào cái khi mà tôi đi ra ngoài đó cả tuần không đi ra ngoài tự nhiên cuối tuần đi ra ngoài lại mưa đó hoặc cả tháng cũng vậy à, chúng ta sẽ có các trúc là ní atate nó là bằng với ní saiste ấy, nó là cái dịp khi ấy nó là khi một cái dịp nào đó thì đấy không phải còn cái này ní kagite nó có vài nghĩa nha đúng vào lúc này chỉ riêng này đó thì cái này chúng đúng một lúc thì xảy ra một điều gì đó không tốt nhé không không ngoài ý muốn ní oid nó là chỉ sự tồn tại còn ní say thì nó bằng với thằng này thôi khi một cái dịp nào đó nhá khi dịp hoặc là khi chuẩn bị Đấy, cái này là có chung n 2 cả Nhá. chúng ta sẽ sang câu 35 là tối hôm qua đấy thì tôi không thể ngủ ngon được nên là cơ thể nó đau mỏi đúng không thì chắc chắn là tại tại vì không thể ngủ ngon rồi không thể ngủ ngon được nên là sáng dậy rất là đau mỏi cơ thể đúng không? thì tại vì để có cấu trúc CK này, CKCD quá quen thuộc rồi cấu trúc N3 đúng không? À, chúng ta sẽ có một cái cấu trúc Kara thì nó là à, này cũng có vài nghĩa này. một khi đã thì đằng nào cũng noay đi với đồ C, đằng nào cũng còn qua K thì cái này cũng có nhiều nghĩa kết luận đúng không? À, Amari Amari ní thì nó là quá mức nó CK tại vì nhé. Đó, tại vì không ngủ ngon, không ngủ không được ngủ ngon thôi. Đúng không? Ta sang câu 36 nhé. Là lần đầu tiên tôi đi thăm cái thành phố này nhưng mà đấy thì như thế nào thế là xi rất là cảm giác rất là kỳ lạ. Mà tôi có cảm giác giống như là tôi đã sống ở đây trong thời gian dài rồi. Đúng không? Thì kiểu cái này tôi cảm thấy rất là kỳ lạ, đúng không? Kiểu như rất là thân quen. ấy thì có có chút là cô tổ chí này cô tô ní nó có cái cảm giác như là thật là nó gì cả thật là bí ẩn à thật là lạ lạ nhỉ cái cảm giác như là mình đã sống đây từ lâu rồi đấy đó ưa ní nó là hơn nữa đúng không ừ, ưa ní không chỉ mà còn hơn nữa không chỉ mà hơn nữa cứ xê ní nó là mặc dù nha mặc dù vậy mà à, mono ní thì mono thì có rất là nhiều cấu trúc rồi à, chúng ta sẽ sang câu 37 trong công ty nhé thì bạn a bảo là à, vậy thì ừ, thứ tư À, cái um, việc bàn bạc làm ăn ấy, vào tuần sau ấy thì thứ tư có được không thì ban này bảo là à, tôi các cư niên đều là xác nhận cái lịch trình thì tôi không không biết được bởi vì tôi không biết được nên là tôi sẽ liên lạc sau thì bởi vì tôi đây xong là vt mi là thử này đúng không Ở cái này là vti rượu à, vti nai tố là sai rồi phải vti rượu cả tại vì chưa làm mà đúng không thì chỉ có hai thằng này thôi, hai thằng này sai rồi, hai thằng này thôi. Câu câu hai là gì? Nếu mà tôi chưa thử xác nhận lại cái lịch trình ấy thì tôi cũng không biết rõ được kiểu như vậy. Nên là tôi sẽ liên lạc sau, đúng không? Thì chắc chắn là nay tối rồi nếu mà không. Đó, nếu mà tôi không xác nhận, thử xác nhận lại cái, cái lịch trình của tôi đã thì tôi cũng không biết được đâu, nên là tôi sẽ liên lạc lại sau. Em không thể là về lự cả được, cả là câu hỏi rồi, đúng không? Không nghi vấn rồi. À, chúng ta sẽ sang câu 38 nhé ở đây trong ngoặc này các bạn để ý trong ngoặc nhé trong ngoặc này à, tôi đã bị nói là đúng không thì bị động tôi đã bị nói là à, cái, chỉ có cái công việc chỉ có một công việc nhỏ thôi mà trong 3 năm thì như thế nào đó thì dù cho có đi đâu ấy thì cũng không thể làm gì được đâu đúng không thì cái bác các bạn thấy cái hai vế đúng không thì chỉ còn nếu thì thuộc hai này nếu thì đúng không nếu thì dù đi đâu cũng không thể làm gì được đâu ví dụ chúng ta sẽ xem câu tên tên muốn là gì dù là dù là thì dù đi đâu thì cũng không hợp lý rồi, đúng không? Dù là thì dù đi đâu cũng không phải. Nhá, chỉ có nếu thì tôi hai này thôi. Câu một nhá. Nếu mà không thể làm, không thể tiếp tục làm ấy, thì đi đâu thì cũng chả làm gì được đâu, đúng không? này chính xác này. Còn cái này là gì? Nếu mà không thể bắt đầu làm thì không phải cái này là 3 năm rồi chứ không phải là bắt đầu làm nhá. Sai. Yes, Chúng ta sẽ sang câu 39 nhá là ngay cả trong công việc này học hành này à, nếu mà đã quyết định là làm một lần đấy thì sẽ đến cuối cùng à, chắc là chắc làm đến cuối mà gì nữa đúng không? À, tôi nghĩ là một điều quan trọng là phải làm đến cuối cùng. Đó nói chung là đã quyết định là phải làm đến cùng. Già đi nao sự nó là sửa lại làm lại sửa lại đúng không? Không phải. Còn già đi đa sự nó là làm ra không phải. Còn cái thằng này già đi nư cự nư cứ là làm cho đến hết làm đến cùng nhá để nghe là hợp lý luôn đúng không làm đến cùng còn yari khi nó là làm dở không phải làm dở thì không phải rồi ok chúng ta sẽ sang câu 40 nhá ở đây là quầy tiếp tân này thì bạn này bạn bảo là xin lỗi thì tôi là qua của công ty này thì tôi làm ơn hãy cho tôi gặp anh uh, anh uh, Takanishi Nakanishi đấy của cái khoa cái cái phòng kinh doanh ấy thì bạn này bạn lễ Tân bạn mới bảo là xin lỗi thì anh này thì bây giờ anh sẽ đi ra ngoài đi ra ngoài và bạn này bảo là ờ, hả kiểu như thế ấy, hả ấy? Ờ, kiểu từ anh anh ấy anh ấy kiểu anh anh um, trưởng phòng này này à, anh uh, khoa kinh doanh này này đấy, thì anh ấy bảo là ở đây không nói bảo nhưng mà cũng không phải dịch ra nhá anh bảo là nếu mà thời gian này Tại vì anh bảo thì mới biết được chứ đúng không? Nếu mà thời gian này, có nghĩa trong cái thời gian mà anh ấy đang đến này Thì anh ấy sẽ có ở đấy nữ yes, yes, nhá Nó là kính ngữ đấy Đúng không? Thì dùng người khác phải dùng kính ngữ rồi Có ở đến ấy, thì dùng kính ngữ rồi Nên là tôi, tôi bị đến chứ đúng không? Nên là tôi mới đến ừ, Thì chúng ta xem nhá Okikini, Nadimat Kikini Nó là um, hỏi á à, Thì Nadimat là kính ngữ Mình thì không thể dùng kính ngữ được đúng không? Mình phải dùng khiêm nhường ngữ Uh, thằng uh, Nandes Gozon, cũng là kính ngữ này cũng không phải này chỉ có thằng Mosiage nó là gì nói nói của khiêm nhường ngữ cái này khiêm nhường ngữ thì đúng nhưng mà không phải nói mà sẽ là Mas nên tôi mới đến đấy đó khiêm nhường ngữ nhé chúng ta sẽ sang câu 41 là sau khi mà nói chuyện với cái công ty mà tôi đã quyết định uh, tìm việc ấy thì nói là nói với công ty là tôi muốn đi làm sớm hơn ấy, tôi muốn đi làm nhanh hơn. Thì sau đó thì có cái liên lạc đến và trong cái lúc mà đến để làm việc đúng không? Thì đã như thế nào cho cái công việc làm thêm này. Đó. VTAG chắc chắn là sai rồi. Tại vì ví dụ mình được người ta giao cho công việc làm thêm chứ không thể là mình giao cho mình giao cho họ được. VTAG là mình làm gì cho họ rồi. Yeah, Nhá, đây là sai mà ví dụ như là người ta làm gì cho mình thì không bao giờ có chuyện mà cô tổ ý si cô tổ ý si là mình quyết định đúng không sai thì thằng này cũng sai luôn cô tổ ý si nhớ là mình quyết định nhá anh chỉ còn thằng bố này thôi là tôi đã được cô tổ ý na đi mát này tôi đã được là giao cho ấy đó là cho giao cho cái công việc làm thêm này đó Các bạn phải loại biết phải loại phương án nhanh nhá chúng ta sẽ sang câu 42 là tôi đã được anh uh, anh senpai anh, anh rủ đi ăn uh, làm thế nào được nhỉ tôi không muốn đi tôi không muốn đi đâu uh, tại sao anh uh, lo lắng à nếu mà anh không thích thì thì anh từ chối đi là thôi đúng không hiểu như nếu chúng ta cứ suy ở tiếng việt là nếu mà mày không thích thì mình cứ từ chối đi là được chứ có gì đâu thì anh anh báo là uh, vậy nhưng mà anh ấy là cấp trên này mà rất là khó từ chối nhá thì chúng ta sẽ xem câu một nữa là cột to qua thì bà y là nó là 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 để xử cá đấy là anh uh, nếu mà chỉ cần thì chỉ cần từ chối là được rồi đúng à à, à. kiểu như là để xử cá thì nó không hợp lý không để xử cá là mình lại hỏi lại họ rồi không phải không thể dùng để xử cá được để hỏi lại nó được nhá nên là câu này sai còn câu hai là gì uh, tai chúng ta nghe tai là sai rồi uh, muốn từ chối chỉ cần muốn từ chối nghe là biết sai rồi đúng không chỉ chỉ còn câu 3 thôi à, chỉ cần từ chối thôi là được rồi còn gì kiểu như vậy nhá chẳng phải là chỉ cần từ chối thôi là được rồi còn gì mà đấy à, chúng ta sẽ sang câu 8 nhá à, môn này 8 chứ phần này phần hái sao phần này nhiều bạn rất là nhiều bạn lo phần này đúng không nhưng mà chúng ta hầu như các phần lái hái sao đều có cái phương pháp làm đều có các chứa là các bạn có chắc cấu trúc hay không ấy cấu trúc tại vì chúng ta sẽ biết là cái gì nó đi với cái gì nhá cấu trúc nào nó đi cấu trúc nào chứ không phải là cứ đặt lung tung như vậy được nhá. ví dụ như là chúng ta để ý này à, tố ô mụ tố thì nó phải đi với thể thông thường nó mono thì không được rồi mono thì không thể đi với tố được đúng không thì cái thằng à, bốn này được à, thằng một này được nghe từ đà tố ô mụ tố là nghe cũng là hợp lý rồi đúng không thì à, và chúng ta sẽ xem này chúng ta sẽ xem câu này nói về nhá à sắp tốt nghiệp trường cấp 3 rồi thì trải qua với bạn bè với thầy cô ở trường này thì đấy thì chúng ta sẽ có là à, cái này là chỉ còn vài tuần nữa thôi. Đấy nếu mà nghĩ này, nghĩ như thế nào đó thì nó lại càng buồn hơn. Đó thì chúng ta đọc chúng ta cũng suy suy ra từ tiếng Việt nhá đúng không? À chỉ còn là vài tuần nữa thôi là không là chỉ còn giống như học với bạn bè với thầy chỉ còn vài tuần nữa thôi. Thì càng nghĩ thì lại buồn. Đó. thì chúng ta sẽ có là v đự v đự thì nó nó sẽ đi không đi với a tô được mà cũng không đi với thằng này được, mà chỉ có thằng mono này thôi, ba nằm đây. Đấy. Mono, mono rồi sẽ đi với gì nữa? Mono và chúng ta sẽ xem câu 1 và câu 3 sẽ đi với à câu 1 và câu 2 chắc chắn nên đi với nhau rồi. 1 và 2 đi với nhau rồi, đúng không? Thì chỉ còn 4 thôi, 4 chắc chắn nằm cuối rồi. Đó vì sẽ là 3 1 2 4 Đấy. Thì chúng ta sẽ dịch như thế nào? À, chúng ta sẽ dịch từ vệ đựng tố này trước nhé. À, hễ mà nghĩ, à, nghĩ là chỉ còn vài tuần nữa thôi để vài tuần còn vài tuần nữa kiểu như để được học với bạn bè và thầy cô ở trường này ấy thì tôi lại càng buồn hơn. Đó. Chúng ta sẽ sang câu 2 nhé. Là người làm công ăn lương này, hay là nông dân này, đúng không nô ca nông dân này thì cũng có một cái gì đó, à, cũng có một cái gì đó thì bạn này báo là uh, dù sao đi nữa thì cũng không được bỏ cái ước mơ của mình. Đó, thì ta sẽ xem nhé. Ừ, chúng ta sẽ để ý là ní này, ní na dự chắc chắn phải đi danh từ, mà ở đây chỉ có danh từ là nô ca này thôi, thì bốn nó sẽ nằm đây. Đó. và có thì phải có cái gì chứ đúng không? không để có cái, cái dư bưng này hay là có cái tố ạ này đó, chỉ có cái này Yuki Dũng Khí Đấy, thì một nó sẽ nằm đây nó chỉ chỉ còn 3 và hai thôi Thì Na Đự Dư Bưng thì không hợp lý Và chỉ còn là Na Đự Tố ạ Đấy, hai nằm ra đây Và ba sẽ nằm đây Thì mình sẽ dịch như thế nào là Ngay cả là người làm công ăn lương hay là nông dân ấy Thì um, cũng trở thành á, Ní là Đự cũng trở thành nông dân đi nữa Thì um, cũng không phải cần có một chút cái cái dũng khí ấy. để có như mình đang là làm công ăn lương đúng không thì mình bỏ đi mình đi về mình làm nông dân thôi mình uh, trồng cây đúng không trồng cây nuôi cá đấy ừ, thì cái việc đấy thì cũng phải cần một chút dũng khí đó chúng ta sẽ sang câu 45 nhá à, cái buổi sáng của cái ngày mà đi uh, đi dã ngoại à đúng không đi dã ngoại số cử thì đứa con gái ấy thì nó nói cái gì đấy Itekimasu là con đi rồi về nhá rồi đã chạy đi luôn chạy đi chơi luôn chạy đi ra ngoài luôn đúng oh, chạy đi chơi luôn đấy thì ở đây cái câu này khá là dễ này các bạn còn nhớ có chút là à, uh, v cả à, uh, rự rồi sẽ đi với v nai cả no chi còn chưa thì đã đấy nhá còn chưa làm còn trời còn chưa sáng mà đã như thế nào đó mà anh ấy đã đi ra ngoài đó thì chúng ta sẽ chia đầu tiên là chúng ta sẽ chia là Vê uh, v đự cả. Đấy, hai nhá, về đự cả xong lại chia tiếp là về nai cả cùng động tử nhá, về nai cả chắc chắn là câu 1. Rồi sẽ đi với no ư chỉ ni 4 nó sẽ nằm ở đây. Đó. Và chắc chắn là ba nó sẽ nằm đây rồi. Đúng không? Chắc chắn ba không thể nằm đây được, ba không đi thì tố uh, tố ghen càng được, đúng không? Mà đây ra khỏi đâu sẽ là ố đây. À, chắc chắn là ba nằm đây. Thì chỉ còn 2 1 4. Đấy, chúng ta sẽ dịch như thế nào? À, cái ngày mà đi ra ngoại ấy, buổi sáng ngày đi ra ngoại thì đứa con gái ấy, nó còn chưa kịp nói ấy. kiểu như còn chưa kịp nói là con chưa kịp nói câu này nói chung con đi rồi về nhá thì nó đã đi ra khỏi đi chơi ra khỏi nói chung là đi ra khỏi cửa ghen càng cửa ra vào đấy hành lại cửa ra vào đấy nói chung là nó đã đi rồi cho dễ hiểu nhá đó chúng ta sẽ sang câu 46 nhá à, đọc cái sách tham khảo này và cái này là càng bê khi nó là hoàn hảo đúng không thì thường có những cái cái điều gì đó thì chúng ta sẽ nhìn nhanh là um, nếu mà nếu mà thử như nào nếu mà thử giải quyết cái vấn đề cái vấn đề mà như thế nào đó uh, modi thì có các cấu trúc như là dự định về dự về nay đúng không là định còn cái này không có về dự về nay là về tà thì cái này là cứ ngỡ là mình cứ tưởng là nha mình cứ tưởng là thì ví dụ chúng ta sẽ chia về khi nay modi là tôi định là không thể thì chắc chắn là không được Chắc chắn không bao giờ đi cái chuyện là tôi định là không thể. Vậy thì um, cũng không đi được với 3. Thì 1 với 4 chắc chắn đi với nhau. 1 với 4 nhá, chắc chắn đi với nhau. Thì chỉ còn 3 và 2 thôi. Đúng không? 3 và 2 thôi. Vậy thì chúng ta sẽ nhận đề kỳ nai môn đai Thì nó cũng không hợp lý. Đúng không? Nó không hợp lý. Thì chỉ còn là 3. 3 rồi đến 4. 3 rồi đến 2 thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ đặt đây. 1 này. 4 này. 3, 2 này. Đấy. 3, 2 nhé Thì cái vị cái vế là nếu này Thì nó sẽ dịch trước, chúng ta sẽ dịch câu 3 trước nhé Nếu mà bạn thử Cái này không uh, thử giải quyết Cái vấn đề mà sao Mà bạn cứ ngỡ là mình sẽ Giải quyết một cách hoàn hảo Sau khi mà đọc sách tham khảo ấy Thì thường hay có Những cái sự việc là mình không thể ho không không, không thể làm được, Đấy, không thể làm được thì kỳ này nằm đây nhá mình cứ nghĩ là à, đọc cần đọc sách tham khảo thôi là mình cũng có thể là giải quyết một cách um, um, hoàn hảo rồi đấy mình cứ nghĩ như vậy nhưng mà cũng có nhiều cái sự việc mà mình không thể là hoàn thành như vậy được đâu nhá đó là ý nghĩa của câu và chúng ta sẽ sang câu bốn bảy là cái ao này cái ao này nhá thì nghe nó là như nào đó ừ, cái ao này thì chúng ta sẽ ní ní thì nó sẽ đi cái gì ní nó đi sự tồn tại đúng không tồn tại thì chúng ta sẽ xét Sống ở đâu là ní Đây Sống ở đâu là ní này Đó Ở đây nó cũng có ní hoạ Nhưng mà không thể sống trong con cá được Đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái bổ nghĩa Ba nhá Chúng ta sẽ có bổ nghĩa là uh, Trong những cái con cá mà Sống Đây Mà sống ở cái ao này Đó hợp lý không? Đây những con cá nhá Mà sống ở cái ao này Bổ nghĩa mà Ao trong này Thì Chỉ còn một và bốn thôi Thì nghe nói là Nghe nó là Sinh uh, Sinh trên thì không được nó nghe nó là có nghe nó là có này có những cái con đấy mà nó đã sống trên 100 năm rồi đấy thì chắc chắn là bốn năm đây đấy đúng không chúng ta phải xét nhanh nhá phải nhìn nhanh các trợ từ này nó rất là hay sô đà thì phải đi với thế thông thường rồi đúng không không thể đi với thằng này được đó thì chúng ta sẽ nhìn nhanh để chúng ta có thể dịch nhá chúng ta sẽ sang môn đài cuối cùng môn đài đục lỗ phần môn này này thì khá là tốn thời gian nên là các bạn nào mà làm các cái phần trước mà thừa thời gian thì nên làm kỹ phần này còn nếu mà chúng ta không có thời gian chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian vào phần này chúng ta sẽ để thời gian đó để làm phần ngữ phần đọc hiểu thì vẫn hơn nhá ờ, thì chúng ta chỉ đọc các cái câu đáp án thì nó sẽ lẻ tẻ nó sẽ cách như này thôi thì chúng ta không cần đọc cả đâu mà chúng ta chỉ cần đọc một câu hai câu trước đấy thế thôi nhá thì chúng ta nếu mà đi thi chúng ta nên đọc các cái câu uh, câu đáp án này trước, ví dụ câu 48 thì không? Chúng ta nên xem qua trước một chút. Đầu tiên là những cái cái thứ mà chúng ta quan tâm này hay là chỉ quan tâm này, hay là có quan tâm hay là không hay là hình như là quan tâm. Đó, thì chúng ta sẽ xem qua vậy thôi, chúng ta sẽ lên bài nhé Chúng ta dịch nhanh. Đã trong cuộc sống thường ngày ấy thì cái thời tiết dự báo thời tiết nó là một cái thứ thông tin mà không thể thiếu được và ngay cả khi mà chúng ta chọn quần áo để mặc này, hay là khi mà lập cái kế hoạch, lập cái kế hoạch này, dự định cho ngày nghỉ này, thì uh, thời tiết, thời tiết nó là, đúng không? nó là một cái gì đó, nó là một cái thứ đúng không? nó là một cái điều mà chúng ta quan tâm, đó câu này dễ mà đúng không? không thể là đa kê chỉ quan tâm được, hay là có quan tâm hay không được nhé, mà là một cái thứ thời tiết nó là một cái thứ gì đó thôi, đây và chúng ta chỉ xem qua như vậy thôi. À, nếu mà chưa chắc chúng ta sẽ đọc tiếp cái phần này em chắc rồi thì thôi nhé à, sang câu 49 thì chúng ta sẽ đọc một hai câu trước sau thôi nhé là ở trong thực phẩm ấy thì cái um, nhiệt độ hay là cái thời tiết nó uh, cái nhu cầu về nhiệt độ và thời tiết nhá để cho thì nó nhiều điều nó sẽ bị chi phối rất là lớn nhé chi phối rất là lớn và chúng ta uh, về mắt sự bỏ mắt sự có nghĩa là VTVT VT là sẽ nhầm cái cái sự ước lượng nhu cầu và chúng ta sản xuất ra quá nhiều. Và vì thế mà nó sẽ sinh ra cái lãng phí thực phẩm rất là nhiều. Đấy. Và 49 chín này, chính phủ thì đã tổ chức những cái ước lượng về cái nhu cầu lớn từ các cái thông tin mà bán ra à, bán ra là được bán ra bao nhiêu tiền này hay là được bao nhiêu thứ này bao nhiêu cái này hay là bao giờ hay là cái gì và bắt đầu nỗ lực là phân phối cho các công ty để bán ra hoặc là chế tạo đó thì chúng ta sẽ xem đáp án nhé như nào là nào là hơn nữa này thà thuê bà là ví dụ này số đấy đấy là vì thế tôi gà là nhưng mà đấy đúng không thì chúng ta sẽ là vì thế thôi vì thế mà chính phủ đã tổ chức đúng không tổ chức và bắt đầu đó chúng ta sẽ đáp án là 3 nhé. Và chúng ta sẽ sang câu 50. 50 chúng ta chỉ đọc một hai câu trên dưới thôi nhá. Là những cái việc mà vứt những cái thực phẩm một cách lãng phí ấy thì bởi vì là nó đã giảm xuống ít đi có thể giảm xuống ít đi ấy và um, nó đã có thể là làm giảm cái lượng oxy mà phát sinh ra từ cái quá trình mà xử lý những cái thứ đó những cái chúng ấy xử lý những cái thứ đó, ấy, xử lý những cái đồ mà dư thừa ấy. và năm mươi đầu tiên là đầu tiên là như thế nào? là người ta sẽ là tổ chức người ta uh, người ta tiến hành cái thực nghiệm là uh, người ta nhắm đến những cái uh, người ta nhắm đến nhá, xibođự, nhắm đến những cái như là mì ống này, men suyu là mì ống nhá, mà được tập trung vào cái nhu cầu Và các cái mùa đặc biệt và cái độ phụ, cái độ phụ mà uh, nếu mà cái tình trạng mà khí tượng mà không thể thời gian thời tiết ấy mà không thể bảo quản được thời gian dài ấy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái doanh thu, Nhà, ảnh hưởng rất là lớn đến cái doanh thu nhé. thì đấy người ta đang tổ chức tiến hành, người ta nhắm đến những cái thứ này. À, đầu tiên là cái mì ống mà người ta hay tập hợp trong các cái mùa có nghĩa là trong một mùa nào đó thì người ta ăn rất là nhiều mì ống cho nên ví dụ như là mùa lạnh chẳng hạn, nó hay là những cái đậu phụ mà À, cái khí nó cái cái trạng thái của thời tiết thì nó ảnh hưởng rất là lớn Nên nếu mà không được bảo quản được lâu ví dụ mùa nóng đúng không thì rất là nhanh hôi thì thiêu đúng không rất là nhanh hư đó thì chúng ta sẽ xem đáp án là gì nhé à, những cái nỗ lực này đó còn đây là những cái nỗ lực như thế đó và như thế kia và nỗ lực nào thì đáp án chúng ta sẽ là những cái nỗ lực này nhá cái những cái nỗ lực này chứ không thể đó hay kia được tại vì đây đang nói về một vấn đề mà còn những nỗ lực này thì đầu tiên là người ta như này như kia đó Đấy Và chúng ta sẽ sang đoạn cuối nhé Đoạn cuối thì chúng ta chỉ cần đọc đoạn cuối này thôi Đây thôi Là cứ như thế này ấy à, Nếu mà các bạn chưa hiểu rõ thì các bạn có thể đọc thêm chút về đấy nhá về kết quả đó ấy thì nó sẽ Nó đã chúng ta biết được là nó đã làm cho giảm 20-30% cái lượng mà à, Thực phẩm dư thừa Đó và cứ như thế này ấy, thì cái thông tin mà khí tượng có như thời tiết ấy, thì nó không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta và nó sẽ giúp ích cho cái việc mà giải quyết những cái vấn đề mà à, dư thừa sản phẩm lãng phí thực phẩm và Congo cái nghĩa là từ nay về sau ấy thì sẽ có cái kết quả lớn hơn nữa ừ. thì những cái dự đoán về tương lai thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng các cấu trúc là soda hay là yoda hay là rasi có lẽ là rồi đúng không từ nay về sau nhé từ về sau ấy thì chúng ta nhìn nhanh là không thể đắt tả được hay là cắt tả được tại vì nó là tương lai cà bởi vì là có thể chúng ta chưa thể chắc chắn là bởi vì được nhưng mà chúng ta sẽ dùng là có lẽ là nó có thể thôi nó có lẽ là nó có thể có được cái, cái việc kỳ vọng cho cái kết quả lớn hơn hơn nữa trong tương lai đấy ok vậy là mình đã xong cái phần chữa phần ngữ pháp của đề N2 này rồi đề này thì theo đánh giá của mình nó cũng thuộc mức uh, trung bình khó nên là các bạn nào mà học chắc các cấu trúc um, ở N N2 và các cấu trúc N3 nữa thì làm bài này chắc phải được 70 80 phần trăm rồi nên là các bạn cố gắng luyện thật nhiều đề nhá Tại vì gần đây ấy, thì các cái đề người ta hay giao lại ra lại đề ấy. nên là các bạn cứ luyện nhiều trong đề thì sẽ thì, thì chúng ta sẽ tự tin hơn Cảm ơn mọi người đã xem video của mình